không? Em thi trước không? Dạ em thi trước chứ. Em tự tin lắm. Em thấy bây giờ để em nên thi trước, tại vì dù sao á em cũng là con gái ở trong đây. Đúng. Cho nên là thôi để em ra em làm mẫu trước. Làm mẫu ha. Dạ. Ghê vậy ha. Sao con gái mà làm mẫu trước là sao? Rồi bây giờ ấn giùm chị cái chuông chọn thử thách nha. Vô. Dạ giờ. Đó là con gà. Hey. Lấy con gà của tôi. Nè, cái này á là đem con gà ra rồi đếm coi bao nhiêu cọng lông. Trời ơi. Trời. Khó à. Nhi ơi, tiếp theo là em sẽ lựa chọn đối thủ ở phía sau 1 2 3 4 5, em chọn số mấy? Xin mời. Đâu, số may mắn đi. Em thiết nghĩ là em chọn con số 3. Số 3, xin mời đối thủ bí ẩn số 3. Wow. Dễ thương, trẻ trung, mời em qua đây. Đối thủ của em đây sao? Trước tiên làm quen với đối thủ của em, mời em giới thiệu. Em tên là Trần Vĩ Hào, hiện tại em đang học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. À, Vĩ Hào. Dạ Vĩ Hào. Xin chào. Xin chào. Ê, em Thành Hảo rồi hả? Dạ em. Vĩ em... Hào, Tống Hảo Nhi rồi hai á. Vậy đó, cũng là cũng vòng vòng chung nhau vậy đó. Dạ đúng đó. Vậy thôi á, quen rồi. Để ơi, thách dạ. Đấu, thách đấu. Thách đấu thì cần nói cái đấu. Gì mà cho người ta nghe người ta nói tức gì hả? Người ta đúng. Người ta tức hả? Ừ. Nhiêu tuổi rồi? Em 204, 19 tuổi. Cái này em tức cái gì? Em tức á. Phút đó cản mà đâu có cản kịp. Không có cản kịp. Rồi, nói chung tuổi tác không quan trọng. Không quan trọng. Quan trọng là thách đấu với nhau. Thách đấu với nhau. Ơi. Thôi đây, thôi, đưa đây đi. Quý vị mến thì hai đối thủ của chúng tôi hiện tại hổng đang bối rối. Nè, chơi nghỉ chơi luôn. Trời ơi. Chơi. Thôi. Bây giờ là đáng yêu như vậy thôi, biết okay. Đâu thấy cái trò chơi là mình chơi liền. Chơi liền, chơi liền chỗ. Chứ. Và bây giờ sẽ là thử thách loanh quanh trong sân. Loanh quanh trong sân. Hai người chơi phải lần lượt chồng 8 chiếc phao bơi vào người và tìm cách di chuyển theo con đường zigzag mà chương trình đã vẽ sẵn để về đích. Tại đây, người chơi phải cởi hết phao bơi ra và xếp thành một chồng thẳng đứng. Ai hoàn thành xong trước sẽ giành chiến thắng. Rồi, xong. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho hai đối thủ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô em. Từng cái một, từng cái một. Nhanh lên, vô não kệ nó đi. Tự làm đi. Để tao nghĩ tự làm đi. Trời ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Tạm cái, tạm cái. Đeo lên, đeo lên. Không biết nói sao á. Đeo vô tiếp. Tiếp luôn rồi. Đeo quá Nhi ơi. Đeo quá Nhi ơi. Quá trời quá. Nhi ơi, Nhi ơi, em đồng rồi. Thấy không, thấy được không? Lẹ lên em ơi, còn cái nữa. Thôi, hay quá. Đi đúng rồi, quẹo qua. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đâu đi Nhi? Đúng rồi, Nhi ơi. Quay vòng Nhi ơi, quay vòng Nhi ơi. Đúng rồi, chơi. Đi đâu vậy? Người ta hăng rồi á. Quay vòng Nhi. Quay vòng, rồi. Quay vòng rồi bỏ phao. Đó, đi về đi. Chút kìa. Đó, về cho kìa. Không qua người ta. Rồi, bỏ phao. Bỏ phao được coi. Rồi, bỏ phao đi. Một vòng. Đằng kia. Phao đằng kia. 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 Trời ơi. Chết lên. Nhi ơi. Chết lên. Ừ, từ từ. Chồng lên. Nhảy ra. Ừ. Trời ơi. Chồng lên. Chồng lên. Chồng lên. Lên ơi. Phải đứng thẳng. Phải đứng thẳng. Phải đứng thẳng. Chồng lên và đứng thẳng. Rồi được rồi đó. 3, 2, 1. Dừng. Trời ơi. Hôm qua trò chơi này tôi mới thấy chiều cao không quan trọng. Không quan trọng. Quan trọng là chơi lầy. Chơi tới bến. Chơi xúc sổ. Chơi xúc sổ đổ tháo hết. Chơi tới công chuyện cho em. Hồi nãy em đi bằng cách nào anh không hiểu được Nhi. À, rất là dễ, đơn giản luôn. Đi thay sao? Vì cái chiều cao mình khiêm tốn. Ừ. Mình cứ nhẹ, không chơi nhảy, chạy thôi. Đó, cứ nhẹ bước chân đó, nhưng mà mình phải đi nhanh hơn. Hay quá em ơi. Dạ. Và đây là phần thưởng, cái số tiền mà bạn mang tới cho em. Bây giờ mình mở ra coi bên trong có bao nhiêu tiền nhé. Dạ.
Rút đi em, gùng quá. C. Nhiều tiền lắm á Nhi. Dạ dạ. Wow. Trời ơi, gùng quá nè. Wow, mấy con số à? Dạ. 5 số. Trời ơi, trời ơi. Nhẹ nhẹ. Ê, wow. Wow, quá đông. Được quá chuyện luôn.